Thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chủ huy Phòng chống dịch của tỉnh tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 1 đến 18 giờ ngày 15 tháng 1. Tây Ninh ghi nhận 470 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ test dương sàng lọc, tăng 38 ca so với ngày 14 tháng 1, trong đó ngoài tỉnh 4 ca. Huyện Dương Minh Châu 133 ca, giảm 2 ca, trong đó Bào Đăng 12 ca, Bến Củi 9 ca, Cầu Khởi 12 ca, Chà La 13 ca, Lộc Ninh 15 ca, Xã Phan 8 ca, Phước Minh 13 ca, Phước Ninh 11 ca, Suối Đá 21 ca, thị trấn Dương Minh Châu 5 ca, Trung Mít 14 ca. Thành phố Tây Ninh 116 ca, tăng 101 ca, trong đó Bình Minh 17 ca, Hiệp Ninh 19 ca, Ninh Sơn 16 ca, Ninh Thạnh 5 ca, phường 1 có 16 ca, phường 2 có 3 ca, phường 3 có 6 ca, phường 4 có 14 ca, Tân Bình 11 ca, Thành Tân 9 ca. Huyện Tân Châu 55k giảm 3k, trong đó Suối Dây 10k, Suối Ngô 3k, Tân Đông 13k, Tân Hà 4k, Tân Hiệp 8k, Tân Hòa 3k, Tân Hội 1k, Tân Hưng 1k, Tân Thành 2k, Thành Đông 1k, thị trấn Tân Châu 9k. Huyện Châu Thành 39k tăng 6k, trong đó An Cơ 4k, Biên Giới 3k, Hòa Hội 2k, Hoa Thành 1k. Long Vĩnh 2 ca, Phước Vinh 4 ca, Thái Bình 6 ca, Thanh Điền 3 ca, Thành Long 6 ca, Thị Trấn Châu Thành 2 ca, Trí Bình 6 ca, Thị xã Hòa Thành 39 ca tăng 9 ca, trong đó Hiệp Tân 6 ca, Vườn Long Hoa 1 ca, Long Thành Bắc 4 ca, Long Thành Nam 6 ca, Long Thành Trung 9 ca, Trường Đông 4 ca, Trường Hòa 6 ca, Trường Tây 3 ca thị xã Trảng Bàng 30 ca giảm 41 ca, trong đó An Hòa 2 ca, An Tịnh 5 ca, Đôn Thuận 4 ca, Gia Bình 3 ca, Gia Lộc 6 ca, Hưng Thuận 3 ca, Lộc Hưng 2 ca, Phước Bình 1 ca, Phước Chỉ 2 ca, Phương Trảng Bàng 2 ca. Huyện Bến Cầu 25 ca tăng 4 ca, trong đó Long Chữ 9 ca, Long Giang 4 ca, Long Khánh 2 ca, Long Phước 2 ca, Long Thuận 3 ca, thị trấn Bến Cầu 1 ca, Tiên Thuận 4 ca. Huyện Tân Biên 25 ca, giảm 42 ca, trong đó Hòa Hiệp 4 ca, Mỏ Công 10 ca, Tân Phong 3 ca, Thành Bình 1 ca, Thành Tây 1 ca, Trà Vong 6 ca. Huyện Gò Dầu 4 ca, tăng 2 ca, trong đó Cẩm Giang 1 ca, Phước Đông 1 ca, Thành Đức 1 ca, Thị Trấn Gò Dầu 1 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 175 người, cách ly tại nhà 6.664 người. Về công tác điều trị, tổng số ca mắc COVID-19 93.078 ca, đang điều trị 6.095 ca, số ca tử vong 763 ca. Trong ngày 15 tháng 1 có 6 ca tử vong. Về tình hình phong tỏa, đến ngày 15 tháng 1, tỉnh đã thiết lập 1.394 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 217 vùng. 1.177 vùng đã giải tỏa. Về tình hình thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày, chưa phát sinh hồ sơ, đã chi hỗ trợ đến ngày 15 tháng 1, 262.986 người, với số tiền 444 tỷ 538 triệu 245 000 đồng.